Vâng, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em và quay lại với channel của Boss Gear. Thì mình vẫn đang sử dụng một con điện thoại mà mình đã có review và mua trước đây. Đó chính là con Asus ZenMax M1. Thì con này mình đang sử dụng và cảm thấy nó rất là ok. Sau thời gian sử dụng thì cái pin của nó cũng rất là trâu. Nói chung là có nhiều bạn nói là cái pin con này nó không được tốt, nhưng mà mình thấy thì mình sử dụng để chơi game hoặc là lướt web, và cũng như là mình check mail online rất là thường xuyên trong một ngày, thì cũng phải đến 2 ngày thì nó mới hết pin được. Mà lúc mình sạc thì nó vẫn còn khoảng tầm từ 20-30% lận, tức là mình vẫn còn có thể sử dụng được nữa. Đó, thì đó là cái thời lượng pin. Còn các cái vấn đề khác thì nó rất là ok, không có gì phải bàn cả cái. Với cái giá tiền này thì quá là quá tốt rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi đến một cái thắc mắc mà có rất nhiều bạn hỏi, đó là cái hiệu năng của con này khi mà chơi các cái tựa game lớn thì nó có lag không, có chơi ngon không. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi xem thử nhé. Rồi, bây giờ thì mình đang không có bất kỳ cái tác vụ chạy ngầm nào hết. Đó, bây giờ mình đã xóa hết rồi. Đó, vẫn đang trống trơn đây. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối với wifi và mình sẽ chơi một số cái tựa game nổi tiếng bây giờ. Thì những cái tựa game mà đang hot ấy. Mình sẽ thử đầu tiên với tựa game là Liên Quân Mobile để xem thử máy chạy có mượt mà không nhá. Để mình zoom lại cho nó gần một chút. Ok, mình đã vào trong tựa game Liên Quân Mobile. Thì mình sẽ không dùng bất kỳ các cái chương trình nào quay lại màn hình, tại vì như vậy thì nó sẽ làm giảm đi cái hiệu năng của con điện thoại. Và đồng thời thì mình sẽ để chế độ hình sáng là ở mức trung bình. Và đặc biệt con này là mà khi mà mình sử dụng chơi game mà game Liên Quân thì nó sẽ bật được chức năng đó là Highlink Rate, tức là chỉ cho mình hỗ trợ lên tới 60 FPS, 2 frame rate mock đây. Đó chính là sẽ cho mình chơi với chế độ 60 FPS. Rồi bây giờ mình sẽ thử vào game nhé. Mình sẽ kiểm tra trước, đầu tiên là số lượng pin của mình đang là 69%, để xem thử sau khi kết thúc trận đấu thì mình có bao nhiêu phần trăm nhé. Đó, như các bạn thấy là khi mình chơi thì cái FPS của nó khoảng tầm từ 55-60, tức là nó không hề bị drop FPS. Đó, cho nên các bạn thoải mái yên tâm là sẽ không có bị dịch lag khi mà sử dụng con điện thoại này khi mà chơi Liên Quân nhé. Thì nó cái độ vi xử lý của nó cũng khá là tốt, nói chung là ngon trong cái tầm giá này rồi đó. Khi các bạn thấy là cái phút mà combat thì cái FPS của nó vẫn rất là cao, khoảng tầm 55-60, tức là nó không có xê dịch gì nhiều. Đó, như các bạn thấy là khi mình vào combat thì vẫn rất là mượt, chứ không hề có độ trễ hay dịch lag gì hết. Rồi lại chết nữa rồi, chán vãi đều. Do mình vừa đánh vừa quay nên cũng hơi gà, chứ thực ra mình đánh hơi pro nha. Chưa bao giờ chết mạng nào luôn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái tựa game thứ hai, đó là tựa game PUBG. Như các bạn đã thấy thì khi mình vào game PUBG, một tựa game đang rất là hot hiện tại trên mobile, thì nó sẽ tự động lựa chọn mặc định là medium nha các bạn. Đó. Tất nhiên là medium sẽ là tốt nhất rồi. Thì nếu như các bạn để cao thì nó chơi nó sẽ dễ bị lag. Đó, bây giờ mình sẽ thử vào trong trận đấu xem như thế nào nhé. Khi vào game thì các bạn thấy là rõ ràng cái game của nó diễn ra rất là mượt mà, không hề có độ trễ. Đó, khi mình đi này, di chuyển này, quay. Đó. Rất là mượt. Không hề có hiện tượng gọi là giật lag nha các bạn. Mình chạy nhanh cho các bạn coi. Đấy. Đây là đang ở chế độ là medium nhé. Nếu như mà các bạn muốn để mượt hơn nữa thì các bạn có thể chuyển sang chế độ đó là chế độ low, thì nó sẽ còn mượt hơn. Đó, bây giờ mình sẽ thử nhảy dù cho các bạn coi nhé. Bây giờ mình đã lên máy bay và chuẩn bị nhảy dù. Rồi mình sẽ nhảy luôn ngay lập tức để cho các bạn coi. Đó, các bạn có thể thấy là với setting medium thì cái hiện tượng giật lag là không có xảy ra. Nếu như mà các bạn muốn mượt hơn thì có thể là chuyển sang chế độ low, để chứng tỏ cho các bạn thấy được là cái con này đang chơi với PUBG thì hoàn toàn là thoải mái, không phải các bạn không phải sợ nhé. Đấy, khi mình nhảy dù thì nó cũng mượt mà, để xem mình đáp đất thì nó sẽ như thế nào. Đấy, các bạn thấy không, khi mình đáp đất thì nó cũng không hề có độ trễ luôn. Yeah.
Rồi, mình chết rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây, mình rơi trúng cái thằng đang ngồi me ở đấy. Đó, các bạn có thể thấy là khi mình sử dụng cái điện thoại này mà chơi game PUBG thì hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng giật lag. Nếu mà các bạn bảo là cái này nó bị lag hay bị giật khi mà chơi PUBG, khi giật khung hình gì đấy, thì mình khẳng định cho các bạn là không nhé. Tại vì bây giờ nó đã fix lỗi cái phần mềm đấy rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái tựa game cuối cùng cũng đang rất là hot. Đó là tựa game Advance 9 mới ra luôn. Đây, tựa game Advance 9 mình đã tải sẵn ở đây rồi. Tựa game Advance 9 này là một cái tựa game mới của dòng Advance và nó có đồ họa rất là đỉnh. Thì tuy nhiên thì mình chỉ vào game với mức độ là trung bình thôi, chứ không thể nào mà chỉnh maximum được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cho các bạn xem thử trải nghiệm khi mà mình đua xe thì nó sẽ như thế nào nhé. Đó, hiện tại thì mình chỉ mới có mở được mấy con xe cùi thôi, thì mình mới chơi mà. Rồi mình sẽ vào game xem thử coi là cái chơi cái này thì nó có bị giật lag không nhé. Về cái đường đua của những cái trò Advance 9 này thì mình thấy là nó hơi ngắn, nó không dài. Đó, các bạn thấy là đồ họa nó rất là ngon. Để em chạy xem được có mượt không nhé. Những cái dòng game Advance 9 này thì nó sẽ auto cho mình đua luôn, không cần phải lắt hướng như những cái thằng kia nữa. Đó, các bạn có thể thấy là cái chuyển động của nó khá là mượt mà, không hề có hiện tượng giật lag luôn. Nhất là những cái khung cảnh mà đâm nhau ấy. Đó, những cái khúc mà nitro, mà kiểu dạng nitro hết cỡ như thế này, thì các bạn thấy là không hề bị lag. Đấy, những khúc ba chạm cũng không bị lag luôn, đua rất là mượt. Mình sẽ thử về đích xem sao. Đặc biệt là cái game này nó có cái âm nhạc rất là hay, rất là sôi động. Mình rất thích là cái tựa game này bởi vì cái âm nhạc của nó cũng khá là hay nữa. Tuy nhiên thì cái chế độ đua của nó thì cũng hơi nhàm. Đó, các bạn chỉ có việc ấn nitro theo như hướng dẫn thôi. Cũng như là cua các hướng mà nó đã có hướng dẫn ở trên, khi mà gặp đường cua thì mình chỉ cần vuốt theo hướng nào thì nó sẽ đi theo hướng đấy. Lâu lâu thì biểu diễn một tí như thế này. Đó, rồi đã về đích. Quá mượt mà đúng không các bạn, không hề có sự giật lag hay độ trễ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tựa game cuối cùng, đó là cái tựa game Rule of Survival. Đó, cũng một trong những cái tựa game mà rất là nhiều bạn trẻ đang chơi hiện nay. Và tựa game Rule Survival là một trong những tựa game nhảy dù thứ hai mà có rất là nhiều bạn trẻ tham gia ở Việt Nam. Thì đây cũng là một cái tựa game mà hút máu khá là nhiều. Tại mình thấy rất là nhiều người nạp tiền vào trong cái game này để sở hữu những cái bộ đồ cũng như skin rất là bá đạo. Mình sẽ cùng vào xem thử coi là nó có bị lag không nhé. Tại vì con này nếu mà chiến được PUBG thì chắc chắn Rule of Survival đối với nó không thành vấn đề. Nên mình vẫn cứ muốn thử để cho các bạn xem. Rồi, chúng ta đã vào trong phần phòng chờ. Mình đã sẽ cho các bạn xem thử coi cái cấu hình của nó nhé. Cấu hình của nó cũng là cấu hình trung bình thôi. Nó sẽ tự thiết lập như vậy. Đó. Mình sẽ cùng vào chờ vào trong game để nhảy dù xem sao. Còn hiện tại thì mình thấy bây giờ đang là rất là mượt mà, mượt hơn cả PUBG nữa. Tất nhiên rồi, vì con này nó vẫn nhẹ hơn PUBG một chút. Thằng PUBG thì nó ngốn phần cứng khá là nhiều. Với 3GB RAM thì mình khẳng định là con này chơi tốt tất cả các tựa game hiện tại. Tuy nhiên không phải là cấu hình maximum thôi. Rồi, và chúng ta lại quay trở lại với phân đoạn nhảy dù, một cái game nhảy dù thứ hai. Đây, mình sẽ nhảy ngay lập tức luôn để không chắn mất thời gian. Mình sẽ cùng cho các bạn xem cái khúc nhảy dù nhé. Nó không hề bị giật lag, không có độ trễ nha các bạn. Chẳng qua thì chỉ có lúc nào mà nó lag map thì nó do ngón tay của mình đưa nó không chính xác nên sẽ bị lag, không giật tí thôi. Đã có thằng nhảy ngay bên cạnh mình luôn rồi. Những cái tựa game này thì mình chơi cũng không được hay lắm, tại vì mình không có chuyên chơi game trên mobile.
Rồi. Đó, các bạn đã thấy là mình không hề bị dịch lag gì luôn. Không hề có chút lag dịch gì luôn. Tất nhiên rồi, vì con này nó đã chơi ngon lành, PUBG thì không sợ những cái game như Ru này. Tuy nhiên thì mình chơi những cái game này hơi gà một chút. Đó, các bạn thấy là cái khi mà chơi game này thì rất là thoải mái nhé. Đó, headshot rất là đơn giản, ngắm cũng rất là nhanh nữa, không hề bị trễ luôn. Đấy, 2 kill quá là đơn giản luôn. Thôi bây giờ đấy là mình đã thử qua cho các bạn những cái tựa game rất là mạnh, những tựa game, 4 cái tựa game mà phải nói là giới trẻ đang ưa thích ngay bây giờ. Thì đây là những cái tựa game mà nó rất là ngốn phần cứng của máy, cũng như là rất là dễ rác giật với lại những cái con máy mà máy yếu đó, và nó chiến hoàn toàn thoải mái, các bạn có thể thấy. Thì với cái cấu hình chỉ với cái tầm giá là 4 triệu đồng thì phải thực sự là rất là khó có con nào mà có thể vượt qua được con này. Thì mình tổng kết lại đây. Đó, sau khi mình chơi thì cái pin của nó tụt xuống khoảng tầm hơn 10%. Đó, rất là ít so với những cái tựa game nặng như thế này. Và hiện tại là Shopee ngày mai, tức là ngày mùng 1 tháng 8 sẽ có một cái đợt sale nữa, và nó sẽ giảm con này xuống còn 3990, tức là chưa đến 4 triệu cả phí ship nữa. Và phí ship thì thường là nó sẽ free ship luôn, rất là ngon. Chính vì vậy các bạn sẽ me vào đúng ngày mai mùng 1 tháng 8 nó sẽ có một đợt sale con này nữa. Mình sẽ để link ở phía dưới mô tả nhé. Rồi, các bạn thấy sao về con điện thoại này? Mình đã test cái hiệu năng của nó rồi, chơi game của nó rồi, khá là tốt đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe giúp mình nhé. Bye bye.